Chào các bạn, mình là Anh Thơ, phát thanh viên của chương trình podcast hôm nay. Giống như nhiều tỉnh thành khác trên đất nước của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trải qua những ngày hết sức khó khăn trong đợt bùng phát mới của đại dịch Covid-19. Ngoài những rủi ro về sức khỏe, rất nhiều người cũng đang đối diện với cuộc sống thiếu thốn và cơ cực. Trong hoàn cảnh đầy thách thức này, chúng ta thật dễ lo lắng và bất an. Chương trình podcast hôm nay muốn gửi gắm đến bạn một thông điệp rằng Chúa thấu hiểu mọi nỗi lòng của bạn và Ngài biết nhu cầu của bạn. Mời bạn cùng lắng nghe nhé! Ngài biết nhu cầu của bạn. Một cậu bé nọ cùng bố đi đến một cửa hàng bách hóa để mua ít đồ cần thiết. Khi họ chuẩn bị rời cửa hàng, ông chủ tiệm muốn tặng cho cậu bé ít kẹo. Ông nói với cậu bé: "Cháu lấy một nắm kẹo đi." Cậu bé cứ đứng đó nhìn bố mình. Ông chủ tiệm thấy cậu bé do dự nên nhắc lại: "Cháu cứ lấy một nắm kẹo đi, ông cho miễn phí đấy." Cậu bé vẫn đứng yên, nhìn lên bố. Cuối cùng, người bố đưa tay vào hũ kẹo và lấy một nắm cho con mình. Khi trở về nhà, người cha hỏi con trai tại sao không chịu lấy kẹo. Cậu con trai với nụ cười rạng rỡ nhìn bố và nói: "Bởi vì con biết tay của bố lớn hơn tay con." Cậu bé đó thật thông minh phải không? Cậu biết rằng bàn tay của bố lớn hơn nên sẽ lấy được nhiều kẹo hơn. Nên cậu đã nhìn lên bố và chờ đợi bố lấy cho mình. Câu chuyện đơn sơ ấy có thể khiến chúng ta phải suy nghĩ về bước đường theo Chúa của mình. Chúng ta có ngưỡng trông và chờ đợi sự chu cấp của Chúa không? Biết bao lần trong cuộc đời, chúng ta đã kinh nghiệm sự chu cấp kịp thời và lạ lùng của Chúa. Nhưng khi đối diện với tương lai trước mắt, chúng ta vẫn bị cám dỗ tự xoay sở để tự lo cho mình. Chúng ta vẫn chưa đủ tin cậy để sẵn lòng trao phó tất cả cho Chúa và phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài. Matthew đoạn 6 câu 31-32 nhắc nhở chúng ta: "Đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con." Cơm ăn áo mặc là những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, và chúng ta thật dễ lo lắng về những nhu cầu đó, đặc biệt trong giai đoạn bấp bênh này. Tuy nhiên, sự lo lắng cho thấy chúng ta thiếu tin cậy nơi tấm lòng của Cha Thiên Thượng, Đấng vẫn luôn dõi theo cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là con cái của Cha trên trời. Ngài biết rõ những gì chúng ta đang cần, và Ngài sẽ ban cho chúng ta vượt trội hơn những gì chúng ta suy tưởng. Chắc hẳn bạn đang đối diện với rất nhiều nhu cầu trong cuộc sống mình. Khi bạn nhìn về tương lai phía trước với những bối rối và lo lắng, hãy đến với Chúa, trình dâng những điều đó cho Ngài, và hãy chờ đợi Chúa. Ngài chắc chắn sẽ chu cấp cho bạn vượt trội hơn những gì bạn nghĩ là mình cần. Bởi vì bàn tay của Chúa lớn hơn bàn tay của chúng ta, và tấm lòng của Ngài thật vĩ đại. Hãy tin cậy tấm lòng của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình podcast tuần này của ODB. Hẹn gặp các bạn trong chương trình tuần sau. Và nếu bạn có câu chuyện nào đó về sự chu cấp của Chúa trong lúc khó khăn, hãy chia sẻ cùng ODB ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.